Thưa quý vị, chùa chiền đền thờ là những nơi vốn đề cao sự thiện lương của con người. Thế nhưng thời gian gần đây thì những màn lừa lọc và trộm cắp lại đang xảy ra ngày một nhiều hơn tại chính những nơi thờ tự, khiến cho nhiều người dân bất bình. Nắm bắt tâm lý chủ quan, nhiều tên trộm dễ dàng đột nhập và gom sạch tiền công đức, trộm cắp tài sản của người đến viếng bái, thậm chí là trộm luôn những cổ vật quý giá. Xin mời quý vị khán giả theo dõi phóng sự ngay sau đây. Chỉ là trộm cắp tài sản của Phật tử, kẻ gian còn liều lĩnh trộm cắp cả những cổ vật có giá trị kinh tế cao và có ý nghĩa về văn hóa, lịch sử. Đây là hình ảnh vụ việc xảy ra tại chùa Hiển Nam, tỉnh Bình Định. Dù vái lại một cách rất thành tâm, thế nhưng thanh niên này lại đích thị là một tên trộm chuyên nghiệp. Rất nhanh chóng đã cưỡng toàn bộ thùng tiền công đức của nhà chùa. Cách đây không lâu, trái châu gần 100 tuổi của lăng ông Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã bị trộm trèo lên nóc bia của lăng ông, lấy trộm rồi đem bán 13 triệu đồng. Trong khi giám định trái châu giá 350 triệu đồng. Sau khi điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam nghi phạm Trần Văn Thọ, 29 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cái đó là cái ngoài xã hội rồi, nhưng mà cũng bức xúc tại vì khi mà vào đến chùa thì là cái tâm của mọi người thì đều rất là tịnh, và những cái kẻ xấu thì hay lợi dụng những cái chuyện này. Thực ra thì nếu là đi chùa mà với tâm trạng mà sợ bị mất cắp như vậy, mình cũng rất là lo lắng và ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình khi đi cầu bình an cho năm mới. Không chỉ đơn lẻ, hầu hết các đối tượng trộm cắp nơi thờ tự đều hoạt động theo nhóm. Thủ đoạn phổ biến của kẻ gian là sau khi lấy tài sản của khách tham quan, đạo trích lập tức truyền tay cho đồng bọn. Do đó, dù nhiều người thấy kẻ móc túi nhưng không làm gì được. Và không chỉ trộm tài sản lúc vắng người trông coi, nhiều đạo trích còn dùng dụng cụ rạch áo, túi xách để cưỡng tài sản. Trong điều luật 173 quy định rất là rõ, người nào mà trộm cắp tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc là dưới 2 triệu đồng mà đã bị xử phạt hành chính thì sẽ bị xử lý, một là cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc là bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trộm cắp tài sản là từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì đã xử phạt đến 7 năm tù. Mức cao nhất trong cái tội danh này là 20 năm tù, với cái giá trị chiếm đoạt tài sản là đến từ 500 triệu đồng trở lên. Năm nào cũng vậy, hàng chục vụ trộm cắp nơi thờ tự được phanh phui. Thế nhưng tình trạng này vẫn không hề suy giảm. Người dân thì tin vào tín ngưỡng tâm linh mà bỏ qua yếu tố đề phòng. Trong khi đó, vào mỗi dịp Tết đầu năm, lượng khách tham quan thường xuyên đông đúc và quá tải. Đây chính là thời cơ không thể tốt hơn để kẻ gian đục nước béo cò. Mặc dù hầu hết các đền chùa hiện nay đều được lắp đặt camera an ninh, tuy nhiên chức năng lớn nhất của camera chỉ là giám sát mà không thể cảnh báo hay bắt tội phạm. Do vậy, với lượng khách đổ về các cơ sở thờ tự trở nên đông đúc, người ra vào tự do, thì ý thức bảo vệ tài sản của bản thân mỗi người là quan trọng nhất. Hiện nay thì ở chùa thì những ngày Tết thì có quý thầy trực và bảo vệ ở nơi chùa, và có biện pháp là hay lên loa thông báo. Có những Phật tử thì cũng đã cẩn thận, nhưng cũng có những Phật tử thì cũng có thể là mới đi chùa một đầu tiên, thì đôi khi cũng có sự sơ sót. Khi tới các cơ sở thờ tự, người dân cần lưu ý, không mang theo nhiều tiền mặt hay đeo nhiều trang sức có giá trị trên người. Chú ý bảo vệ tài sản cá nhân và thực hiện tốt việc tố giác, đề phòng kẻ xấu có biểu hiện nghi vấn. Ngoài ra, ban quản lý các đền chùa cần tăng cường lực lượng bảo vệ tại chỗ, giám sát camera vào dịp lễ Tết để kịp thời phát hiện và xử lý, đảm bảo tài sản cho chính cơ sở thờ tự và những thập khách khi ghé thăm.